Và nếu như anh em hỏi em đâu là chiếc đồng hồ thanh lịch, đáng chơi với bộ máy móc tuyệt vời nhất trong tầm phân khúc giá dưới 50 triệu, thì đây chắc chắn là đáp án mà em sẽ trả lời cho anh em. Em đang có đây một chiếc đồng hồ rất là đẹp đến từ thương hiệu Omega, một chiếc Omega The Real Prestige cực kỳ là tuyệt vời anh em nhé. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành lên cót tay chiếc này. Chiếc này của chúng ta thì sẽ là một chiếc automatic 100%. Tuy nhiên là em để trong hộp quá lâu, trong tủ quá lâu nên nó không còn cót để chạy. Lúc này thì em sẽ rút núm ra này. Chức năng hacking stop hoạt động và chúng ta sẽ chỉnh đến cái múi giờ đẹp để em giới thiệu và đeo chiếc này cho anh em xem nhé. Đó. The View vốn là một cái bộ sưu tập mà mang đậm cái chất nghệ sĩ này, chất cổ điển, và thật sự là nó rất là thanh lịch của Omega. Đây chính là biểu tượng thanh lịch của Omega anh em nhé. Tuy là The View nó không nổi tiếng bằng những cái phân khúc khác như là Master, Seamaster hay là Speedmaster, tuy nhiên là vẫn có một cái lượng người chơi của Omega rất rất là ưu ái dòng này, bởi vì đây chính là cái dòng mà mang cái thiên hướng cổ điển nhất, thanh lịch nhất của Omega. Rất một chiếc rất là đẹp, rất là tuyệt vời, và nó phải nói là thực sự là chiếc này em đang về với cái độ mới cực kỳ là cao, anh em thấy không ạ? Chưa hề có một vết cấn, vết xước nào to cả. Và đây là một chiếc cực kỳ đáng chơi anh em nhé. Em đang có một chiếc Omega The View Prestige, có đường kính bề mặt là 36,8 mm, chính xác từng mm một đấy ạ, 36,8 mm, thì nó sẽ hợp phù hợp với cổ tay anh em khoảng 17,5 trở lại. Là đeo trên tay chiếc này nó rất là thanh lịch. Như những cái quý ông châu Âu thì họ vẫn thường thích đeo những cái chiếc mà mỏng nhỏ thanh lịch như này để kết hợp với các cái trang phục thanh lịch, những cái bộ suit thì rất là tuyệt vời, rất là cổ điển. Và một chiếc Omega như thế này thì phải nói là nó là cái tận cùng của cái sự thanh lịch của Omega đem lại. Đó anh em thấy không ạ? Các cái chi tiết của trên đây rất là đơn giản thôi, nhưng mà các chi tiết được hoàn thiện với độ tinh tế cực kỳ là cao. Để em quay gần lại cho anh em xem nhé. Chiếc này của chúng ta thì sẽ bên ngoài sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa rất là đẹp mắt. Nó được làm rất là tinh tế và cũng rất là cứng nữa, bảo vệ cho nó cái nền dial của chúng ta. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái dial màu trắng, dạng trắng ngà một chút anh em nhé. Mà ở trên đó thì có những cái chi tiết rất là tinh tế mà cái thương hiệu này đã hoàn thiện nó rất là cao cấp. Chúng ta sẽ có logo của Omega hình móng ngựa ở 12 giờ, bộ sưu tập The View này và dòng chữ Coil Seal Chronometer. Với một chiếc đẳng cấp như thế này thì một cái bộ máy Coil Seal Chronometer sẽ là một cái bộ máy rất là tuyệt vời để trang bị cho nó. Bộ máy này của chúng ta sẽ được trang bị cái bộ thoát đồng trục Coil Seal chứ danh và chỉ riêng có trên đồng hồ Omega thôi. Bộ thoát đồng trục này sẽ giúp đồng hồ chạy mượt mà hơn, chuẩn xác hơn, giữ gìn được cái vẻ chuẩn xác lâu dài và lâu phải bảo dưỡng hơn. Cái bộ thoát này cực kỳ là rất là tuyệt vời mà nó đã đưa Omega lên cái đỉnh cao như ngày hôm nay. Bộ máy móc của Omega trong cái tầm giá này thì thực sự là không có đối thủ anh em nhé. Chắc chắn là cái bộ máy Coil Seal Chronometer 2500 là của Omega trong phân khúc dưới 50 triệu không có một đối thủ nào có thể qua được. Và cái bộ độ chi tiết hoàn thiện của bộ kim cũng phải nói là rất là tuyệt vời. Với một bộ kim đao phin kinh điển của cái dòng ở The View này được hoàn thiện với cả độ bóng, độ đẹp và mạ màu vàng hồng cực kỳ là đẹp mắt anh em nhé. Đó, các chi tiết ở trên này thì cũng sẽ là các cái cọc số La Mã và cọc số chấm vạch này, chấm này đan xen với nhau, tạo ra chúng ta cái nét vừa mới thanh lịch vừa tinh tế, tuy nhiên lại cũng rất là phá cách, rất là hiện đại. Đó, và với một chiếc như này nó sẽ rất là phù hợp với anh em làm văn phòng, rất là tuyệt vời, hay là các vị doanh nhân đeo chiếc này trên tay thì thật sự rất là đẹp. Không biết là anh em xem video có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó không, tuy nhiên là cầm bên ngoài thì phải nói là rất rất đẹp anh em nhé. Đó, chúng ta sẽ có ô lịch ngày quen thuộc ở góc 3 giờ, dòng chữ Swiss Made, và phía ngoài sẽ là các vạch outring, vạch chìa phút đều tóm tắt nhau ở đây. Anh em thấy không, em đang quay bằng cái chế độ X2 trên điện thoại và chúng ta vẫn không hề có thấy một vết xước nào ở trên đây cả. Phía ngoài sẽ có một cái niềng bezel được hoàn thiện rất là cao cấp anh em nhé. Một niềng bezel hoàn thiện rất là nhiều lớp. Đó, hoàn thiện bóng, tạo cho cái đồng hồ cái vẻ bóng bẩy và sang trọng. Phía bên này chúng ta sẽ có logo trên núm của Omega. Và một cái chiếc Omega như thế này
thì đáng tiếc, điều đáng tiếc nhất của nó chính là cái đáy, chúng ta không thể quan sát được cái bộ máy tuyệt vời bên trong, bởi vì Omega vẫn đang lưu giữ cái thiết kế huyền thoại của cái dòng The View Prestige này từ khi ra mắt. Đó là nó luôn làm đáy kín. Ở phía sau này chúng ta thì sẽ có cái hình ảnh vị thần thời gian đang mang cái quả điệu tự cầu có tên của Omega ở đây, rất là huyền thoại và rất là đáng lưu giữ với một cái thiết kế tuyệt vời như thế này. Chúng ta sẽ có vài thông tin nữa nhé. Đây là chiếc này của chúng ta thì là một chiếc mà dành riêng cho thị trường Hồng Kông. Đấy, ra đời vào tháng 11 năm 2015. Đó, chuyện của Omega ở đây. Đây là mã serial number. Bộ máy chiếc này chúng ta sẽ dùng cái bộ máy caliber 2500 có 28.800 tần số động, tích cốt tối đa đến 48 giờ và độ sai số chuẩn colometer chỉ dưới 5 giây một ngày em nhé. Rất là tuyệt vời, độ chính xác cực kỳ là cao với một cái thiết kế đẹp, độ hoàn thiện cao, máy móc đỉnh của chóp trong cái phân khúc như thế này thì chắc chắn đây là một cái chiếc mà anh em nên chơi với những anh em tay vừa và nhỏ đeo chiếc này rất là đẹp. Bộ dây của Omega cũng rất là chất lượng khi mà chúng ta sẽ có một bộ dây thép này hoàn thiện rất là đẹp. Đó, một dây thép đúc đặc hoàn thiện đẹp. Dây thép nhưng mà đeo trên tay rất là mềm, rất là sang trọng, rất là thanh lịch anh em nhé. Đó, đây là logo của khóa này. Và cái điều tuyệt vời nữa của khóa này, một cái thương hiệu lớn ấy, họ cũng làm những cái chi tiết nhỏ nó rất là khắc bọt. Ví dụ như cái khóa của chúng ta có thể kéo ra ngoài để cho ra cho vào tay dễ hơn. Và trên khóa cũng có đầy đủ thông tin của Omega, như là ở đồng hồ, cái giấc khóa này cũng làm thép không dỉ này, có chuyện Omega và mã số serial number luôn. Đây, khi mà đeo thì chúng ta sẽ gấp vào như thế này. Đó, rất là tiện lợi. Cái đoạn gấp này nó cũng rất là ôm vào cổ tay khiến cho chúng ta không hề bị đau nhé. Bấm vào đây để mở ra. Đó. Ok, đó là toàn bộ những gì thông tin về chiếc này. Bây giờ thì em sẽ lên tay để em có thể cảm nhận một cái phần nào đó chiếc này lên tay nó sẽ đẹp như thế nào. Tay của em 15,5 anh em nhé. Đó, độ mỏng thì rất là tuyệt vời, 9,5mm. Đeo chiếc này trên tay thì phải nói là quá đẹp, quá là sáng cổ tay, quá là sang trọng, quá thật là thanh lịch. Đó, nếu như anh em có cổ tay như của em, đang muốn tìm một chiếc đồng hồ thanh lịch trong cái tầm giá dưới 50 triệu thì đấy chắc chắn là một chiếc anh em nên lựa chọn, nên chơi, nên trải nghiệm. Nó quá đẹp, thật sự là nó, độ hoàn thiện của Omega trong cái tầm phân khúc này thì nó không có đối thủ. Máy móc, độ hoàn thiện hay là cái vẻ đẹp thì đều không có đối thủ. Chiếc này thì hãng đang bán mới với mức giá là hơn 100 triệu anh em nhé. Tuy nhiên em đang có một chiếc siêu liết tình trạng gần như mới, 98-99%, có bảo hành 2 năm cùng hỗ trợ bảo hành trọn đời, cam kết hàng chính hãng 100%. Chiếc này em đang giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt ạ. Chỉ 48 triệu cho một chiếc Omega này thôi. Và em sẽ chỉ có một chiếc duy nhất nhé. Nếu anh em thích chiếc này, hãy liên hệ ngay với em với số hotline là 0828 91522 hoặc số Zalo là 0973 816 172 để bên em kết nối, tư vấn, chia sẻ và giao lưu cùng anh em. Cảm ơn anh em đã xem video, nhớ bấm vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái video nào của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.